xin chào tất cả các bạn quay đã quay trở lại với kênh Chuyện Đồng của tôi. Thì tôi là Sita đây. Ok, thì trước khi vào nội dung clip hôm nay thì tôi xin chúc các em một ngày mới thật là vui vẻ cũng như là làm việc thật là hiệu quả nha. Ok, thì hôm nay thì tôi sẽ điểm qua cho ông hai nội dung. Thứ nhất là cách để mà quy đổi cái quy hiệu tâm vàng để mà đổi những cái phần thưởng miễn phí nha. Còn thứ hai thì tôi sẽ cũng như là chia sẻ cho các ông okay, cũng như là hướng dẫn cho ông để mà nhận cái gift code 20k được nhập này của Gaina. Thì cái gift code này Gaina đăng của em cũng vừa mới hôm qua hôm kia vậy đó. Tôi cũng nhớ không rõ nữa, dạo này hơi bận quá nên không có nhớ rõ, mấy ông thông cảm nha, tại vì giờ mấy ông cũng đi học, tôi cũng đi học thôi. Ok, thì trở lại vấn đề chính là trước hết là hôm nay chúng ta sẽ có một cái nhiệm vụ, đó là nhiệm vụ Nagobi nha. Thì hôm qua là nhiệm vụ là Medlin rồi, thì hôm nay là nhiệm vụ Nagobi. Thì mỗi ngày sẽ có một cái nhiệm vụ, thì hôm qua tôi có nói rồi á, thì mỗi ngày em sẽ làm một cái nhiệm vụ và nó sẽ cho một cái phần thưởng là bất kỳ, cho bao gồm một cái quy hiệu mặt nạ cộng theo đó là một cái phần thưởng khác nữa. Thì hôm qua tôi đã nói rồi, tôi đã nói thêm hướng 2 triệu á, thì ông nào có coi clip tôi hôm qua thì mấy ông đã cho là tôi đúng rồi đó, tại vì tôi không chắc á, là sẽ là ba quy hiệu ba cái máy in tiền nữa, tại vì mỗi phần thưởng á thì nó chỉ để cái nãy chỉ để là mỗi ngày chúng ta sẽ nhận được một cái huyền mặt nạ nè, cộng thêm đó là một cái phần thưởng, nhưng mà tôi không chắc là quy hiệu với phần thưởng nào nên tôi mới nói là theo hướng 2 chiều, là có thể là phần thưởng là ba cái máy in phiếu, cũng có thể phần thưởng là một cái phần thưởng khác. Bởi vậy hôm nay là đúng đi trang như là tôi nói luôn. Ok, thì để mà làm được cái nhiệm vụ này á thì mấy ông chỉ cần vô tự chiến á, mấy ông chơi gây đủ 1000 sát thương là mấy ông được nha, ra nhận là xong rồi. Thì cái quy hiệu này để làm gì tôi cũng nhắc lại luôn, thì mấy ông chỉ cần thu thập đủ cái 8 quy hiệu thì sẽ trước cái ngày 20 á thì mấy ông sẽ đổi được cái skin trợ hữu là con mèo judo nha. Thì skin này cũng khá là đẹp đây, nhìn nó hơi ngầu với lại cái mặt nó hơi dị dạng xíu thôi, nhưng mà cũng khá là ngầu đó. Thì ai mà muốn sưu tầm thì sưu tầm nha. Ok, thì trở lại cái vấn đề thứ nhất á, là làm sao để mà quy đổi cái quy hiệu đồng vàng. Thì đây để tôi cho mấy ông xem là quy hiệu đồng vàng của tôi. Thì hiện tại tôi có như 150 gì á. Đây ra ngoài rồi. Đây 50 thôi. Hiện tại tôi có 50 hiện đồng vàng nha. Thì bây giờ tôi sẽ ra trang web mà hướng dẫn cho mấy ông làm sao để mà quy đổi cái hiệu đồng vàng để thành để mấy ông đổi quà nha. Đây một cái buồn nữa rồi. Mỗi lần làm clip lại là hết pin. Ok, thì để mà đổi được á thì mấy ông chỉ cầm vô cái trang đó là giải đấu .ff.gaina.vfi.vn nha. Thì đây nè, cái đường link của cái trang này á, thì tôi có thể tí nữa tôi sẽ để với phần mô tả cho mấy ông luôn. Tại vì tôi sợ mấy ông chưa cập vô cái trang bậy rồi nó khóa hạt nữa, giống như chiều nữa. Thì mấy ông gõ vô, nếu mà mấy ông không muốn chưa cập đường link của tôi á, thì mấy ông cứ gần gõ là giải đấu vô. Giải đấu.ff.gaina.vn là vô trực tiếp luôn nha. Khi mà mấy ông bấm ok á, thì nó vô trực tiếp luôn cái trang web nha. Nó không có hiện lên về cái danh sách trang web nào nữa hết trơn á. Thì cái này là một trong những cái nhận biết để mà cho mấy ông có thể tránh được những cái link mà tránh được những cái trang web mà nó giả. Thì cái trang web thiệt á, trang web thiệt của Gaina thì ông chỉ cần mấy ông nha, chỉ cần nhập đúng cái ký tự, đúng ký hiệu, đúng chấm, không có khoảng cách nha, cái link là không có khoảng cách nha. Thì chứ mấy ông chỉ cần nhập đúng vô là nó vô trực tiếp cái trang như tôi vậy nè đó. Còn mấy ông nào mà nhập sử dụng mà la bằng khay á thì nó có thể là mấy ông chấm thì nó thể là nó cách, thì mấy ông nhớ là xóa vô cách đó xong rồi mấy ông gõ tiếp, chứ đừng để vô cách nghe, để vô cách thì nó không có vô trực tiếp cái trang, nhưng mà nó vô những cái trang khác. Ok, nó vô những cái trang nhưng mà nó không vô trực tiếp cái trang mình cần vô đâu, nó sẽ hiện lên một dãy cái những cái trang đó, trong đó có trang thiệt cho trang giả. Thì không may thì mấy ông không có tìm hiểu, mấy ông chỉ bấm vô cái trang giả thì nó không may cho lắm. Còn ông nào chắc ăn hơn á thì mấy ông nhớ là tải cái Facebook thường về nha, tại vì cái trang web á nó ghi nhớ ra mật khẩu trên cái Facebook thường á. Thì mấy ông chỉ cần đăng nhập Facebook thường ở bên cái ứng dụng của ông á, còn chỉ cần có mật khẩu là được rồi, mấy ông vô trang web không cần nhập mật khẩu nữa. Ok, thì trở lại vấn đề chính đi. Ok, trước đi thì mấy chúng ta vào trang web này rồi á, thì chúng ta phải đăng nhập nha. Thì đăng nhập thì có tài khoản VK, Google với tài khoản Facebook. Tôi nghĩ là Facebook được thôi, còn VK, Google thì tôi không chắc nha. Tại vì những đợt trước thì Gaina nó có làm đổi tùm lum chân, nên tôi cũng không có hứa hẹn với mấy ông là có thể làm được. Ok, thì bây giờ tôi sẽ đăng nhập bằng Facebook của tôi. Thì trên cái Google á, tôi có nhớ mật khẩu Facebook rồi nên tôi không cần phải đăng nhập lại nữa. Còn cái trang web nào á mà nó bắt mấy ông đăng nhập mật khẩu á, nó bắt mấy ông nhập mật khẩu lại một lần nữa thì mấy trang web đó là mấy trang web lừa đảo đó nha. Mấy ông lưu ý giùm tôi. Ok, thì sau khi mà đăng nhập xong á thì nó sẽ hiện lên như thế này. Thì mấy ông bấm vô phần dự đoán kết quả nha. Đây dự đoán kết quả nghe chữ trang chủ á. Ok, thì nếu mà mấy ông mới vừa đăng nhập vô lần đầu á thì nó sẽ hiện lên là cái chỗ là xe nhận 100 điểm nè.
thì mấy ông chỉ cần bấm vô xe nhận 100 điểm thì sẽ sau khi xe không á thì mấy ông sẽ nhận được 100 điểm. Còn tôi á thì lúc nãy tôi mới xe rồi nên bây giờ tôi xe lại cho mấy ông biết thôi nên tôi không có ấy được. Đây, bạn xe thành công và cộng cho lần chia sẻ đầu tiên thì lúc nãy tôi mới vừa nhận rồi. Ok thì tiếp theo là cái phần đổi quà thì mấy ông chỉ cần bấm vô cái chữ đổi quà thôi. Đây nè cái chữ đổi quà nè, ông bấm vô nha. Thì cũng tương tự như là cái sự kiện đợt trước á, cái sự kiện mà quy đổi quy hiệu bánh mì á, thì đó cũng là cái một cái sự kiện quy đổi luôn. Hiện tại là tôi có 150 điểm thì tổng trong cái quy hiệu đồng vàng thì tôi được 50 điểm, còn lúc nãy tôi xe được 100 điểm nữa thì là 150 điểm. Thì khi mà mấy ông đổi nha trong đây á, thì có thể là quy hiệu đồng vàng nó sẽ không bị mất nha, giống như là cái quy hiệu bánh mì lúc trước vậy thôi. Ok thì ở đây có tất cả là 5 phần quà. Thứ nhất là hai giấy quay vàng, thì thứ hai là một hộp súng tia chớp, thứ ba là hộp mặt nạ phù thủy, lại hộp cơm ăn cưới, cuối cùng là cái mặt nạ vàng xanh với cái thời hạn là 7 ngày. Ok thì bây giờ mình sẽ đổi cái hộp súng trước đi, thì hộp súng nó ngon hơn, quan trọng hơn. Ok thì tiếp theo mình sẽ đổi cái hộp này luôn đi. Ok sẽ đổi cái hộp này nha. Rồi giấy quay vàng thì tôi 5 mấy vé rồi, 5 mấy 60 vé rồi, tôi không cần nữa đâu. Còn cái này thì có thể tôi không cần, tại vì cái mặt nạ này khá là xấu. Ok thì đó là cái phần quy đổi nha. Nếu mà ông nào mà chưa hiểu thì có thể comment để mà tôi giải thích thêm. Thì mấy ông nếu mà không có đường link chi tiết á thì nhớ cái comment lại cho tôi là tôi biết, tôi gửi đưa cái link cho chính xác cho. Nếu mà mấy ông mà chi cập vô vậy thì cái có trục trặc này kia tôi không chịu trách nhiệm đâu, tại vì tôi đã nói rõ trong cái clip này rồi. Ok thì trở lại vấn đề thứ hai. Trước khi trả lời vấn đề thứ hai thì tôi sẽ qua vào kho đồ. Mà cái này thì có thể là nó sẽ không chuyển vào kho đồ trực tiếp được đâu, nên tôi phải thoát ra mà vào kho đồ lại nha. Thì cái nào cũng vậy mà, trừ những cái phần thưởng trang web ra thì những cái phần thưởng khác á đều mấy ông đều phải đăng nhập lại thì mới có. Tại vì cũng như là nó phải mất một thời gian, tại vì cái này mấy ông đăng nhập ở ngoài trang web trên Google chứ không phải đăng nhập cái trang web trực tiếp trong game á, nên nó sẽ không có thể nào mà chuyển trực tiếp vào cái kho đồ được. Thì có thể là nhiều bạn sẽ bảo là tôi nói hơi nhiều, nhưng mà tôi chấp nhận là cho mấy bạn khinh tôi như vậy, nhưng mà tôi đang làm đúng cái nhiệm vụ của một người chia sẻ những cái kinh nghiệm để mà cho mấy ông rút kinh nghiệm, chứ không phải tôi nói ngoài lề. Thì có rất là nhiều bạn nói bảo là comment bảo là tôi nói nhiều thiệt, nhưng mà tôi thừa nhận, nhưng mà những gì tôi nói thì đều nằm trong vấn đề hết, nó không phải là nằm ở ngoài lề, nên cái điều đó là tôi cũng không phải là quá xấu hổ gì là nó, tại vì mình làm đúng thì mình không sợ gì cả. Ok thì trở lại mà chính đi, mình sẽ vào hộp thư để mình nhận nha. Đây có tất cả là 3 phần quà, và hôm qua thì sẽ có một cái phần là đền bù nữa, thì tôi không biết là đền bù cái vụ gì nữa, mà thôi kệ, nhờ ta đền thì mình nhận thôi. Ok thì tôi sẽ nhận tất cả nha. Ok tất cả thì chúng ta sẽ có là một cái hộp cơm đen cưới và một phần mặt nạ phù thủy, còn đó là một phần. Ok thì mình sẽ vào kho đồ mình mở cho anh em xem nha. Thì hôm qua mình có coi cái clip của Mino TV á, thì tôi có thấy á là cái hộp mà chúng tia chớp này nè, trong cái lúc mà nó tặng á thì lại không có chỉ số, trong khi cái hộp đó trong cái cửa hàng á thì lại là có chỉ số đàng hoàng nha anh em. Tôi cũng méo hiểu tại sao luôn, cũng có thể là do bên kia này lỗi, cũng có thể là do súng này mình nhận nên nó không có cho mình chỉ số chăng, thì đó là vấn đề bên kia đang đây nè. Thì cái cây khẩu AK bên đây thì nó sẽ có là tốc độ bắn, cái chỉ số đàng hoàng luôn. Đây, anh em thấy nè, chỉ số đàng hoàng, các thứ. À, trong cái tủ đồ thì lại không có nha. Đây, tôi vào tủ đồ cho xem coi. Thì đó là cái hộp nó giống như trang luôn. Đây là tia chớp vàng. Đấy, nhưng mà lại không có. Ok, thì giờ tôi sẽ mở cho mấy em xem luôn. Thì như hộp mặt nạ này phải không? Thì còn có một cái nè, 3 ngày. Nói chung là mấy mặt nạ này tôi cũng không cần đâu, tại vì tôi đâu có đeo đâu mà. 300 vàng. Một phần quà nó khá chi là ấn tượng, nó từ wow, what the fuck anh em, đậu xanh ra AK vĩnh viễn luôn kìa, wow. Mà tôi nghĩ là tôi không biết là cái này nó có cái hộp này nó có ra mở ra là vĩnh viễn không, nhưng mà tôi thấy cái súng này nó không có chỉ số nha. Ok thì tôi sẽ chào cửa hàng tôi nhắc lại cho anh em xem AK đâu rồi. Đây AK đây. Thì trong khi cái cây súng trong cửa hàng lại có chỉ số, nhưng mà cây này không có chỉ số nha. Có thể á, là cây này mấy ông theo khi mà mấy ông đổi á, thì mấy ông sẽ nhận được vĩnh viễn luôn. Cũng có thể là tôi hên cũng không chừng. Nhưng mà mấy ông coi đi, mấy ông đổi á, thì có thể là mấy ông mở có thể là vĩnh viễn giống như tôi luôn. Mặc dù nó không có chỉ số nhưng mà kệ đi, cây nào cho gì thì xài đó thôi. Tôi thì có AK còn nữa rồi. Ok thì tiếp theo á là cái vấn đề thứ hai.
Thì nếu mà ông nào mở dính thì comment cho tôi nha. Nhớ là xem hết clip mới biết làm, rồi con sâu lại xanh. Sợ mấy ông coi vỏ chừng mấy ông bỏ. Tôi nói chuyện không được hay thì tôi thừa nhận. Ok, thì tiếp theo là cái chi tiết về cái gift code này. Thì gift code này á, thì chỉ có 20k được nhập thôi. Đó là cái hành động ngay vàng. Thì mấy ông nhớ là lên cái trang nhớ làm mỗi ngày á, thì mấy ông vào cái trang fanpage của cái trang này nè, Huyền Thoại Sinh Tồn nè, và lúc 12 giờ, 12 giờ trưa á, hoặc là lúc 8 giờ tối, để mà mấy ông chép những cái gift code này. Thường là theo kinh nghiệm của mấy cái youtuber lớn chia sẻ lại á, thì là Gana thường phát gift code trên những khung giờ đó. Thì đó là cái kiến thức mà mình học được, cũng như là mình tìm hiểu được từ những youtuber lớn người ta truyền đạt lại. Hiện tại là được 1.3 triệu người thích rồi. Thì mấy ông phải chiến đấu với 1.5 triệu người còn lại thì mấy ông mới chiến thắng được là một cái gift code. Một cái gift code là hành động trị giá là 300 kim cương, hình như là 300 kim cương hay gì á, tôi nhớ là 300 kim cương, mà có thể là 200 kim cương, thì tôi nhớ vậy thôi, còn tôi cũng không nhớ rõ nữa, tại vì bây giờ nó đâu có mở bán đâu mà tôi biết, đúng không? Ok, thì cái gift code á, nếu mà mấy ông rảnh thì mấy ông có thể like cái bet này. Tôi có like với tôi có theo dõi rồi, tại vì tôi cần cái thông tin từ trang những trang đó để mà tôi có thể review lại những cái điều, những cái gì mà nhà phát hành ra sớm nhất có thể cho mấy ông xem. Thì mấy ông nào mà muốn cập nhật thông tin á thì có thể lên cái trang này. Thì trang này thường xuyên cũng có nhiều cái gift code á, nhưng mà không có nhiều được nhập đâu, chỉ có tầm 20k trở lại thôi. Thì lần trước có gift code là gift code hộp cơm lê, rồi gift code gói gì đó, tôi không biết, tôi cũng không nhớ nữa. Rồi ok, thì đó là cái hai nội dung mà tôi chia sẻ cho mấy ông. Thì nhớ là vô săn gift code thì nhớ là vô săn lúc 12 giờ trưa nha. Gian xuống săn lúc 12 giờ trưa, nhưng mà tôi không nhớ, tôi không biết cụ thể là ngày nào. Thì mỗi ngày ông cứ vô, mấy ông cứ vô đúng cái khung giờ đi. Tầm 12 giờ xong rồi mấy ông vô khoảng 12 giờ 15 mấy ông ra được rồi, nếu mà không có thì mấy ông ra. Thì 12 giờ 15 hoặc là chắc tối thì 8 giờ tới 8 giờ 15. Thì mấy ông vô những khung giờ đó thì sẽ có thể là mấy ông sẽ nhập kịp. Thì thường là Gana sẽ phát code vào cái giờ đó. Ok, giờ đó là hai nội dung mà tôi muốn chia sẻ cho anh em trong cái clip này. Thứ nhất là cách quy đổi quy hiệu trong vàng để mà đổi cái phần quà vĩnh viễn. Thứ hai thì là cách mà săn gift code. Rồi và một cái phần phụ là anh em phải hoàn thành cái nhiệm vụ này lúc nãy tôi nói á, thì để mà nhận cái kia. Còn anh em mà không làm thì có thể là không nhận được đâu. Thì mấy ông chỉ cần vô tứ chiến mà chơi trận là được rồi, chơi trận thì gây ngàn sát thương là ok, không cần phải vô đấu thường đâu. Ok, và đó là hai cái nội dung mà tôi chia sẻ cho mấy ông trong clip này. Nhưng mà mấy ông cảm thấy video tôi bổ ích á, thì nhớ like và share, như là đăng ký kênh và ấn nút chuông để mà ủng hộ tôi, cũng như là đón những video mới từ kênh tôi. Thì tôi sẽ cập nhật những cái video mới nhất, thì liên quan tới những thông tin mới nhất, có liên quan về những phần quà bên Gana, cũng như là cách chơi một số sự kiện nào đó. Ok, thì cảm ơn anh em đã xem hết clip này. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.